COVID-19. Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28 tháng 2 của Bộ Y tế, nước ta có 94.300 ca mắc tại 61 tỉnh thành, riêng Hà Nội có gần 12.900 ca F0, Quảng Ninh đăng ký bổ sung hơn 28.000 F0. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 437, sửa đổi bổ sung một số điểm của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 trước đó. Theo quyết định mới này, Bộ Y tế nhấn mạnh không dùng thuốc Monopiravir cho người không có triệu chứng bệnh. Thuốc Monopiravir chỉ được sử dụng để điều trị COVID-19 nhẹ đến trung bình, có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Đồng thời bổ sung cho phép sử dụng Remdesivir cho trẻ dưới 12 tuổi, thực hiện theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 ở trẻ em. Trong 12.850 ca COVID-19 mới phát hiện ngày 28 tháng 2 ở Hà Nội, có gần 4.300 ca trong cộng đồng, có hơn 6.200 ca đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có hơn 1.000 ca nặng, nguy kịch. Hôm qua, Hà Nội ghi nhận 21 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay lên 1.064 người. Theo dự báo, Hà Nội có thể đạt đỉnh số ca mắc trong 2 tuần tới. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép những học sinh là F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 sau 5 ngày cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, có thể tự test nhanh tại nhà, nếu kết quả âm tính có thể quay trở lại trường học trực tiếp. Riêng đối với học sinh là F1 chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6, sau thời gian hoàn thành cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, vào ngày thứ 7, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính tại nhà, có thể được trở lại trường học trực tiếp. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo yêu cầu ngành y tế, chính quyền các địa phương khẩn trương tiếp tục tăng cường nhân lực và tình nguyện viên hỗ trợ cho các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch. Nhân lực gồm bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện và nguồn lực từ trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, cùng với các trang thiết bị, phương tiện cần thiết để hỗ trợ công tác xét nghiệm, khám, sàng lọc, hỗ trợ phân tuyến, phân luồng, điều trị ngay tại các trạm y tế và trạm y tế lưu động tại các địa phương có số ca mắc cao như Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả. Những ngày qua, bên cạnh những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, vẫn còn nhiều trường hợp người mắc COVID-19 điều trị tại nhà tử vong. Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan, giấu bệnh, người dân tự test nhanh có kết quả dương tính nhưng không khai báo với cơ sở y tế và chính quyền địa phương, tự điều trị đến khi bệnh chuyển nặng thì không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, nghiêm túc rút kinh nghiệm việc để xảy ra tình trạng F0 điều trị tại nhà tử vong do nguyên nhân chủ quan trong thời gian qua.